Chú sao biển màu hồng có 102 khiến cộng đồng mạng tan chảy vì quá đáng yêu. Gần đây, cộng đồng mạng Top Top đang truyền tay nhau một đoạn clip với tên gọi sao biển màu hồng. Theo đó, chú sao biển màu hồng đặc biệt có 102 này không ai khác chính là chiếc em bé mới sinh này đây. Bé con vùng vẫy rất mạnh, có vẻ như bé rất thích thú với bộ đồ sao biển này nên cười tiết cả mắt. Không những được làm sao biển, bé con này còn được ông cho thành sao bay. Sự đáng yêu của em bé này khiến trái tim cộng đồng mạng tan chảy, ai cũng thả tim lên lệ cho bé.